điều chưa biết về dòng xe tải Kia K2007. Và chào các bạn, và mình là Đạt Xe Tải. Ngày hôm nay chia sẻ với bạn tất cả những cái điều mà chi tiết về một chiếc xe K2007. Làm thế nào để chúng ta chọn được một chiếc xe K2007 phù hợp với công việc và đặc biệt với tầm tiền như ý. Thì chia sẻ với bạn cái cách chọn một xe. Một là xe không lỗi, hai là đúng với lại giá tiền mà chúng ta bỏ ra được một chiếc xe nó hoàn hảo như thế nào. Thì đầu tiên về dòng xe K2007, rất là nhiều người hỏi tôi đầu tiên nên chọn K2007 hay K3000, nên chọn dòng 1 tấn 25 hay 1 tấn 4 về của Kia. Thì với dòng xe 1 tấn 25, tức là dòng K2007 nói chung, thì nếu mà bạn chở hàng hoa quả từ 2 tấn đổ xuống đi đường ở miền xuôi thì nên chọn dòng này. Đi nó rất là êm và chở hàng hóa nó nhẹ nhàng, êm ái. Còn nếu bạn đi ở đường miền ngược và chở trâu, chở bò, chở lặng thì chở từ 2 tấn đến 4 tấn thì lên chọn dòng K3000, chọn những dòng xe có nhíp trước. Còn dòng này nó chạy bằng thụt nhún, nó êm ái hơn. Thì đó là trả lời cho câu hỏi lên dòng chọn dòng K2007 hay là K3000. Còn về dòng K2007 thì bắt đầu vào những cái năm 2003, 2004, 2005 và cuối 2005 thì nó lên cabin lật, và đến năm 2014 thì hết K2007 và nó chuyển sang những cái dòng như là K125, K135 hay K190 nâng tải lên. Thì bản chất của dòng xe Kia K2007 là dòng xe mà tải 1 tấn 25 và hạ tải xuống thì có con được 900 kg, và có con thì được là 1 tấn. Như chiếc xe này là được 1 tấn đủ này, 1 tấn đủ này. Và đây là một chiếc K2007 đời 2012. Và chúng ta đi chi tiết vào chiếc xe này để xem các chiếc xe khác là một chiếc xe nó không lỗi như thế nào. Đời 2012 thì khó tránh được khỏi việc mà sơn tỉa. Tuy nhiên ấy, có những chiếc xe mà tôi đã gặp là những chiếc xe sơn zin toàn xe, nhưng đây là một chiếc xe mà dường như đã tỉa tót cũng nhiều rồi. Nhưng mà thân vỏ này nó rất là mỏng, nó rất là mỏng. Cái việc bạn đi chọn xe mà chọn được những chiếc xe mà không đâm va thì nó an toàn và nó tuyệt đối hơn. Sau này bạn bán đi, nâng đời lên nó cũng dễ hơn. Thì đây, thì đầu tiên chúng ta kiểm tra phần trán xe, tức là phần lăng cabo, phần mặt nạ của xe và phần các cánh cửa, xem keo chỉ, đinh bấm nó còn nguyên hay không. Chúng ta sẽ xác định được xe nó có đâm va hay chưa. Đây, xe màu trắng cho nên là chúng ta có thể thấy là màu trắng nguyên bản của nó này. Màu trắng nguyên bản thì nó sẽ có cái màu xỉn, độ xỉn này khoảng hơn chục năm rồi. Và quan trọng hơn là một chiếc xe nó không đâm va gì thì tất cả những cái hệ thống này, đây tất cả những cái hệ thống khóa cửa và cái hệ thống chắn trong này, đinh bấm nó còn, keo zin nó còn nguyên như thế này. Đấy, và đây cái phần kích nó đặt ở đây. Đấy, chiếc K2007 kích nó đặt ở đây. Đấy, khác với dòng K3000 thì nó sẽ có hòm đồ. Đấy, tất nhiên chiếc xe này hoàn toàn có thể chế được hòm đồ. Chiếc xe đây, tất cả phần mặt nạ của nó còn nguyên zin nhá, nguyên zin. Đây, tất cả phần mặt nạ của nó còn nguyên zin. Đấy. Đấy, tất cả những phần mà má trong, má ngoài thì nó không có bị chạm, không có bị đâm va. Và tất cả những hệ thống răng ở bên dưới này, răng bên dưới thì nó không có một cái hiện tượng là đâm va hay là bả ma tít gì cả. Đấy, tiếp theo nữa này, chúng ta xem đến cái phần máng nước này. Đây là tất cả những phần máng nước này. Đây. Đấy. Tất cả các phần máng nước, tất cả những cái phần mà đinh bấm keo chỉ ở cánh cửa và phần cột A, cột B thì tất cả mọi thứ đều liền lạc và không có một dấu hiệu nào là của một cái sự xô lệch hay va chạm gì cả. Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra sâu hơn khi giật đường răng này ra. Từng cái đinh bấm này thì nó được ghép bởi hai phần tôn. Thì nếu mà bị bả ma tít vào đây thì chúng ta sẽ nhận ra luôn, và chúng ta chỉ cần sờ thôi. Đấy, chúng ta chỉ sờ thôi xem cái độ mịn của sơn, xi và của thép. Đấy, nếu mà khi bả ma tít vào thì chúng ta bằng mắt cũng có thể nhìn ra, bằng sự cảm nhận chúng ta cũng có thể sờ xem cái độ cộm nó như thế nào. Tiếp theo phần keo chỉ này. Đây, keo chỉ zin của dòng K2007 thì nó có độ đàn hồi. Chúng ta bấm móng tay vào này. Đấy, nó đàn hồi lại. Đấy, một lúc nó đàn hồi lại luôn. Kính nguyên bản là một cái yếu tố mà giữ gìn. Đây, kính thì kính nó sẽ lùi một đời, thường nó là thế, đời 2012 mà. Đấy.
đây là một cái chiếc xe mà tôi đánh, theo tôi đánh giá là một chiếc xe nó đều xe, không phải đẹp xuất sắc. Thôi tôi sẽ đi phần nội thất trước đi, phần nội thất trước. Chút nữa tôi sẽ lật máy lên. Không phải là một chiếc xe quá đẹp hay đẹp xuất sắc, nhưng là một chiếc xe 212 và đều xe, nó đều xe. Đấy, ghế thì bọc da rồi, trần nghỉ nguyên bản. Và đây, phù hiệu định vị đầy đủ nhá, phù hiệu định vị đầy đủ. Đấy, trước đây là họ có kinh doanh vận tải nên là phù hiệu định vị đầy đủ. Nếu các bác về mà kinh doanh vận tải thì không cần phải sắm sửa những cái này nữa. Đấy, tiếp theo đầu đã được lắp đầu MP3, đã có điều hòa. Và chúng ta thử nghe tiếng máy đi, trước khi nghe tiếng máy đây, thử nghe tiếng máy đi. Đấy, có điều hòa nhá. Cái này có sấy đây, nhiều bác bảo là nên dòng máy dầu tại sao không đè được, thì nó có sấy. Đấy. Đó. Nghe tiếng máy thôi. Ở cái vòng tua mà 1000, chúng ta sẽ tua ở vòng tua máy 1000 thì chúng ta sẽ nghe tiếng máy nó vẫn có rất là êm như thế này. Đây, vòng tua máy lên 1000 này, vòng tua máy lên 2000 thì sao? Khi vòng tua máy lên 2000 vẫn không có hiện tượng bỏ máy xảy ra. Đó. Được cái là dòng 2007 này đi nó rất êm, tại vì có hệ thống phuộc nhún ở đằng trước. Và tất cả sàn sóng của chiếc xe này thì là một cái chiếc xe mà nó không có sàn sóng. Và chiếc xe này thì họ đã đóng thùng inox rồi, cho nên là nó sẽ có phần tôn trên là inox và phần tôn dưới là tôn dày, dường như là rất là dày. Thì đây là một chiếc xe mà chủ nhân đầu tư phần thùng khá là kỹ lưỡng. Phần đầu khác với những chiếc xe khác thì chiếc xe này nó không có sàn sóng, nhưng được đầu tư phần sàn này, phần inox rất là dày nhá, inox rất là dày. Thì đây, phần sàn đã được đầu tư phần sàn inox, ở dưới là tôn và trên là inox. Tất cả thành thùng, thành thùng nhà máy đóng, cho nên là các bác về hoàn toàn là có thể, một là gia công thêm, hai là để đây đi luôn, chở hàng luôn, hoàn toàn là hợp lý, chở hoa quả, rau củ quả hợp lý. Đấy. Tiếp theo nữa là gì nhỉ? Với bình dầu là chứa khoảng 60 lít dầu thì hoàn toàn là có thể phù hợp với lại việc mà chúng ta trung chuyển trên một cái quãng đường khá dài. Thì đấy, là dòng xe Kia Ta 2007, chiếc xe đã được đầu tư thêm giá lốc này. Đấy. Một chiếc xe, chúng ta xem thêm phần máy nữa này. Chúng ta xem thêm phần máy. Đấy. Phần máy đây. Thì đây là phần máy mà tôi vừa mới ủ dầu. Cho nên anh em xem phần bơm này. Đây, phần bơm này, 212. Phần bơm. Đây phần mặt máy đây. Dòng xe này thì nó khác với dòng xe nhập khẩu đời thấp, thì những cái phần cổ hút như thế này thì nó là bằng nhựa. Đấy. Đấy. Điều hòa đã có quạt gió rồi. Đấy. Một chiếc xe màu trắng Ngọc Trinh dành cho anh em nào thích phong thủy. Rồi. Đây, hệ thống phuộc nhún đây, càng chữ A nhé. Đây, hệ thống phuộc nhún càng chữ A. Đấy. Rồi. Anh em xem xe này thì xem dòng K 2007, đặc biệt là chú ý những phần chassis này. Xem rằng là nó đã sơn lại hay chưa. Nếu mà đã sơn lại hay sơn lại rồi thì anh em xem nó có bảm tít hay không. Tại vì những phần xe K 2007 càng chữ A là, nếu mà xe mà chở quá nặng thì những cái phần càng chữ A thì nó bị bay ra và phần chassis nó bị vỡ ra, thì họ bả ma tít thì nó rất là nguy hiểm. Anh em phải xem kỹ. Đấy. Thì anh em hoàn toàn chi tiết về một chiếc xe K2007 là như vậy. Nếu anh em cần tư vấn thêm về tất cả những cái điều về những cái dòng xe Kia hay Hyundai hay dòng xe nào khác để kinh doanh bắt đầu công việc khởi nghiệp, thì hãy alo ngay từ số điện thoại hiện trên màn hình. Tôi tư vấn là hoàn toàn miễn phí. Quên
Nếu anh em thắc mắc về giá của chiếc xe này thì chiếc xe này có giá là 195 triệu, tôi vừa nhầm sang chiếc K135 này. Còn em này thì nó chỉ có giá 195 triệu đời 2012 mà thôi. Thì tất nhiên là nếu bạn đang theo dõi video này thì đều là bạn tuyệt vời của tôi sẽ để cho bạn một mức giá tốt hơn khi bạn đến với salon Xế Đẹp 88 tại số nhà 77, phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo của Đạt Xe Tải.